Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi đến một chủ đề trong chương lượng tử ánh sáng. Và hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu về hiện tượng quang, phát quang. Đây là bài số 32 nằm trong sách giáo khoa vật lý 12. Trước hết, chúng ta sẽ có một câu hỏi đặt vấn đề. Đó là những chiếc máy hoặc đèn pin soi tiền giả nó hoạt động dựa trên hiện tượng nào? Vì sao khi chiếu ánh sáng thích hợp vào thì các dòng chữ in chìm nó lại hiện rõ lên? Đó, ví dụ chúng ta quan sát đây là một cái máy soi tiền giả, và đây là đèn pin để chúng ta soi. Cái việc mà chúng ta soi tiền giả nó sẽ dựa trên cái hiện tượng là quang phát quang. Như vậy, hiện tượng quang phát quang là gì? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu trong bài học hôm nay. Phần thứ nhất, chúng ta nói về hiện tượng quang phát quang. Và đầu tiên là chúng ta sẽ nói về khái niệm về sự phát quang. Trong thực tế, một số chất có khả năng hấp thụ ánh sáng của bức sóng này để nó phát ra ánh sáng của bức sóng khác. Hiện tượng đó chúng ta gọi là hiện tượng quang phát quang. Và chất mà nó có khả năng phát quang thì chúng ta gọi nó là chất phát quang. Ví dụ, chúng ta thấy chiếu một cái ánh sáng tử ngoại vào cái dung dịch, đây là dung dịch fluorine, thì ánh sáng nó sẽ phát quang với ánh sáng lục. Đó. Thì ống nghiệm mà chúng ta đựng dung dịch fluorine trong trường hợp này nó sẽ phát ra ánh sáng màu lục. Như vậy khi không có cái ánh sáng chiếu tới thì nó sẽ không có phát ra ánh sáng màu lục, và khi có ánh sáng chiếu tới thì nó phát ra ánh sáng màu lục. Đây gọi là hiện tượng quang phát quang. Chúng ta còn thấy hiện tượng này ở đèn huỳnh quang, hay chúng ta còn gọi là đèn ống. Thì đèn ống nó có phủ một lớp phát quang. Lớp bột này nó sẽ phát ra ánh sáng trắng khi bị kích thích bởi tia tử ngoại do hơi thủy ngân trong đèn phát ra lúc có sự phóng điện. Lúc này khi mà tia tử ngoại mà chiếu vào để bột phát quang thì lúc này đèn của chúng ta nó sẽ phát sáng lên. Đây là phần mà thầy đã có giải thích cho các em ở cái chủ đề về tia các loại bức xạ, trong đó có tia X và tia tử ngoại. Bên cạnh khái niệm về quang phát quang, chúng ta còn có một số cái sự phát quang khác. Ví dụ, chúng ta có hóa phát quang. Chúng ta thường gặp ở những con đom đóm hóa phát quang. Tự bản thân nó có tiết ra các chất hóa học để nó có thể làm phát quang. Và chúng ta có phát quang bằng cathod. Đây là cái ống phóng cathod trong cái đèn trong các cái tivi CRT ở ngày xưa đó các em. Người ta nói là phát quang bằng cathod. Và bên cạnh đó chúng ta có điện phát quang. Nghĩa là bóng đèn của chúng ta, các cái đèn bằng LED của chúng ta, khi mà chúng ta kim điện vào thì nó sẽ phát sáng lên. Đây gọi là điện phát quang. Như vậy thì tổng hợp lại, chúng ta có hóa phát quang, rồi phát quang bằng cathod, điện phát quang, và hiện tượng mà chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay đó là quang phát quang. Trong hiện tượng quang phát quang, chúng ta sẽ có hai cái hiện tượng mà chúng ta thường gặp. Đó là sự phát quang của chúng ta nó sẽ kéo dài một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích. Và thời gian dài ngắn khác nhau nó phụ thuộc vào cái chất phát quang. Và chúng ta chia nó ra làm hai loại. Chúng ta sẽ chia nó ra làm hai loại. Cái thứ nhất đó là huỳnh quang. Và cái thứ hai chúng ta sẽ gọi nó là lân quang. Thì cái hiện tượng quang phát quang của chúng ta, chúng ta sẽ chia làm hai. Thứ nhất là huỳnh quang. Huỳnh quang là gì? Là ánh sáng của chúng ta tắt rất nhanh sau khi chúng ta tắt ánh sáng kích thích. Chúng ta sẽ gọi nó là huỳnh quang. Thời gian để cái ánh sáng của chúng ta tồn tại nó sẽ nhỏ hơn 10 mũ trừ 8 giây. Đây chúng ta gọi là huỳnh quang. Thứ hai, huỳnh quang thì thường là chúng ta sẽ
là nó xuất hiện ở cái chất lỏng và chất khí. Quỳnh quang thì thường là ở chất lỏng và chất khí. Cái thứ hai là sự lân quang. Ánh sáng phát quang nó có thể kéo dài một khoảng thời gian nào đó sau khi mà chúng ta tắt cái ánh sáng kích thích. Có thể là vài giây, vài phút, vài giờ hoặc thậm chí cả vài ngày. Chúng ta gọi đó là lân quang. Và thời gian thì nó sẽ lớn hơn 10 mũ chia 8 giây. Và thường nó sẽ là chất rắn. Như vậy quỳnh quang là nó sẽ là thường là chất lỏng và chất khí, và lân quang nó sẽ là chất rắn. Trong thực tế chúng ta thấy là những người lao công bên đường hoặc là những cái cột chỉ dẫn bên đường, chúng ta có thể quan sát là khi mà chúng ta chiếu đèn vào nó thì nó sẽ phát sáng lên. Như vậy chúng ta có thể xem là nó chính là cái quang phát quang. Một số loại sơn xanh đỏ vàng lục quét trên các biển giao thông hoặc ở đầu các cột chỉ giới đường, người ta thường là các chất lân quang và có thời gian kéo dài khoảng vài phần 10 giây. Có nghĩa là khi mà chúng ta kéo chiếu ánh sáng vào nó thì nó sẽ phát quang để cho chúng ta thấy được các cái cọc chỉ dưới được nha, để tránh được những cái tai nạn. Có một vấn đề đặt ra là tại sao khi sơn quét trên các biển báo giao thông hoặc trên đầu của các cọc chỉ dưới, người ta thường dùng là sơn phát quang mà không phải là sơn phản quang. Sơn phản quang tức là nó phản xạ ánh sáng. Vì sao lại như thế? Thì rõ ràng chúng ta phải nhận diện được một điều như thế này. Đó là trên đầu các cọc chỉ giới và biển báo giao thông là sơn phát quang. Nó có nhiều lợi ích trong đó. Đó là nếu ánh sáng mà chúng ta chiếu tới làm cho cái cọc chỉ giới của chúng ta phát quang thì nó có thể phát ra theo mọi hướng. Và lúc đó chúng ta ở hướng nào chúng ta cũng thấy được cái cọc đó, để chúng ta có thể là biết được mình đi hướng nào, hoặc là chúng ta sẽ né tránh những cái phần cua hay là gì đó chẳng hạn, các cái khúc cua. Còn nếu chúng ta dùng ánh sáng phản xạ thì chúng ta chỉ có thể thấy được các vật đó theo cái hướng phản xạ thôi, chứ chúng ta ở những cái hướng khác thì chúng ta sẽ không thấy. Cho nên thường là các cọc chỉ giới người ta sẽ sử dụng cái sơn là sơn phát quang chứ không phải là phản quang. Như vậy câu hỏi đặt ra là điều kiện nào để có thể xảy ra được cái hiện tượng phát quang này? Nó cũng giống như là nó nằm trong cùng một cái chủ đề với cái hiện tượng quang điện ngoài và quang điện trong. Cho nên chúng ta cũng có thể là dựa vào cái đặc điểm của cái, hay là những cái điều kiện của hiện tượng quang điện ngoài và quang điện trong để chúng ta giải thích vấn đề này. Đây, đặc điểm của ánh sáng quỳnh quang. Thì ánh sáng quỳnh quang của chúng ta lúc nào cũng có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích. Nó cũng phù hợp với cái định lực quang điện cũng như là cái hiện tượng quang dẫn. Đó là ánh sáng kích thích chiếu tới nó phải nhỏ hơn cái giới hạn quang điện trong hiện tượng quang điện, và nhỏ hơn giới hạn quang dẫn trong hiện tượng quang dẫn. Cũng như là trong trường hợp này, ánh sáng này là ánh sáng huỳnh quang. Bước sóng ánh sáng kích thích nó sẽ nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng huỳnh quang phát ra. Hoặc chúng ta có thể nói ngược lại là bước sóng của ánh sáng huỳnh quang luôn lớn hơn bước sóng ánh sáng kích thích. Cơ chế của những thằng này về cơ bản là giống nhau. Này, ví dụ như chúng ta thấy là nếu mà chúng ta chiếu cái ánh sáng huỳnh quang thì lúc này cái mỗi nguyên tử hay phân tử của chất huỳnh quang hấp thụ hoàn toàn một photon của ánh sáng kích thích. Đó là H nhân cho F kích thích để chuyển sang cái trạng thái kích thích. Sau khi chuyển sang trạng thái kích thích thì nó có thể va chạm với các nguyên tử khác và nó mất đi một phần năng lượng. Sau khi mất năng lượng nó sẽ trở về trạng thái bình thường. Và khi mà nó trở về trạng thái bình thường thì nó sẽ phát ra photon có năng lượng nhỏ hơn. Đó là HF huỳnh quang. Cho nên lúc này chúng ta sẽ được là HF huỳnh quang. Nó nhỏ hơn là HF kích thích.
Và từ đây chúng ta sẽ rút được là lambda huỳnh quang nó sẽ lớn hơn cái lambda kích thích. Tại vì F nó sẽ nghịch đảo, nó sẽ tỷ lệ nghịch với cái lambda. Cho nên năng lượng của ánh sáng kích thích lớn hơn thì cái bước sóng của ánh sáng kích thích nhỏ hơn. Thì nó đưa đến cái đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang. Thì phần này chúng ta sẽ nói rõ hơn trong cái mẫu nguyên tử Bohr ở cái bài sau. Đó. Như vậy thì ở trong bài này thì về cơ bản chúng ta sẽ nắm được những cái vấn đề chính của chúng ta. Đó là thế nào là hiện tượng quang phát quang. Những chất nào nó có thể phát quang được. Và đặc điểm của quang phát quang là cái gì? Được chưa? Nó chia làm bao nhiêu loại? Huỳnh quang và đồng quang. Và đặc điểm của nó là bước sóng ánh sáng huỳnh quang nó phải lớn hơn là bước sóng sáng kích thích. Và trong thực tế chúng ta gặp rất nhiều những ứng dụng mà liên quan đến cái hiện tượng này. Và tất nhiên ứng dụng quan trọng nhất mà chúng ta cũng thường thấy đó là cái máy hoặc đèn pin soi tiền giả. Thì máy hoặc đèn pin soi tiền giả nó dựa trên cái hiện tượng nào? Thì rõ ràng là nó dựa trên cái hiện tượng là quang phát quang. Các dòng chữ được in bằng mực không màu nó sẽ phát quang. Khi chiếu tia cực tím thì xảy ra hiện tượng quang phát quang và vào dòng chữ nó hiện lên. Bình thường thì khi mà chúng ta chiếu ánh sáng nhìn thấy thì dòng chữ này nó sẽ không có hiện lên. Và nó không có phát quang. Được chưa? Nó có thể hiện lên nhưng mà nó không có phát quang. Nhưng mà nếu chúng ta chiếu vào cái máy hoặc là đèn pin soi tiền giả thì lúc này nó sẽ phát sáng lên. Nếu mà chúng ta thấy trong thực tế những cái vật trang trí mà phát sáng thì nó rất có khả năng nó chính là lân quang. Thì lân quang thì thường là người ta dùng làm cái đồ trang trí, ví dụ như thế này. Đây, ví dụ đây là những cái chất lân quang. Đây là những chất lân quang mà người ta có thể dùng làm cái vật trang trí. Hoặc là chúng ta thấy những cái công tắc đèn của chúng ta, những công tắc đèn của chúng ta thì cũng người ta cũng thường làm là bằng cái lân quang để cho đêm tối chúng ta có thể nhìn thấy nó để chúng ta bật tắt công tắc đèn. Thì đây là cái băng dính dạ quang. Đây là các cái bảng chỉ dẫn bằng lân quang để chúng ta có thể nhìn thấy nó vào đêm tối để chúng ta có thể di chuyển. Hoặc là chúng ta thấy đây lân quang trên cái vật trang trí. Đây là một con đại bàng của chúng ta vào ban ngày. Và ban đêm thì nó sẽ phát quang như thế này. Nếu mà chúng ta chiếu vào ánh sáng thích hợp. Và hoặc là đồng hồ, trên đồng hồ của chúng ta. Ban ngày thì nó như thế này. Ban đêm khi chúng ta chiếu ánh sáng thích hợp vào thì nó sẽ phát quang. Cũng có thể nó phát quang là lân quang. Cho nên nó có thể là giữ được cái ánh sáng phát quang trong một thời gian nào đó. Có thể là hàng giờ, có thể là hàng ngày. Như vậy thì toàn bộ bài hôm nay của chúng ta là chúng ta nói về hiện tượng quang phát quang. Các em phải nắm được là thế nào là hiện tượng quang phát quang. Quang phát quang chia làm mấy loại. Và điều kiện hay là đặc điểm của hiện tượng quang phát quang là gì. Nó có ứng dụng trong thực tế như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ có một số cái câu hỏi củng cố. Sự phát quang của vật nào dưới đây là quang phát quang. Thì rõ ràng là đèn ống huỳnh quang như chúng ta đã phân tích trong cái ví dụ ban đầu. Câu hỏi thứ hai, nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng đèn huỳnh quang không thể là ánh sáng màu nào? Thì chúng ta biết là ánh sáng màu lam nó sẽ có bước sóng nhỏ hơn đỏ. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Như vậy ánh sáng kích thích nó phải có bước sóng nhỏ hơn là ánh sáng huỳnh quang phát ra. Được chưa? Như vậy, nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam, thì ánh sáng huỳnh quang nó có thể là màu đỏ. Tại vì đỏ có bước sóng lớn hơn lam. Lục có thể lớn hơn lam. Lam bằng lam cũng được. Nhưng mà chàm thì không được. Được chưa? Đó. Bởi vì ánh sáng phát quang nó phải có bước sóng lớn hơn ánh sáng kích thích. Câu hỏi số 3. Hãy chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn. Cả hai trường hợp phát quang đều là huỳnh quang. Cả hai trường hợp phát quang đều là lân quang. Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang.
Sự phát quang của chất lỏng là lân quang, của chất trắng là huỳnh quang. Như vậy, lúc nãy chúng ta cũng đã phân tích rồi. Huỳnh quang thì nó sẽ xuất hiện ở chất lỏng và chất khí. Lân quang nó sẽ xuất hiện ở chất rắn. Như vậy, ở đây chúng ta có thể dễ dàng ta chọn được đáp án C. Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang. Câu hỏi cuối cùng, hãy chọn câu đúng. Trong hiện tượng quang phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một photon sẽ đưa đến điều gì? Lúc nãy chúng ta cũng đã phân tích ở phần cuối cùng, đó là nếu nó hấp thụ photon nhảy lên mức cao, thì sau đó nó sẽ từ cái mức cao nó nhảy xuống cái mức cơ bản, thì nó sẽ phát ra một photon khác. Như vậy, sự hấp thụ hoàn toàn một photon sẽ đưa chúng ta đến sự phát ra một photon khác. Như vậy, toàn bộ bài của chúng ta thì chúng ta đến đây thì chúng ta sẽ tạm dừng. Hẹn gặp lại các em trong các bài tiếp theo.